Chào các bạn, video này thì chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành phần đầu của Doraemon ha. Và mình sẽ hướng dẫn tiếp phần móc chân của Doraemon luôn. Ở đây là mình đã móc đến hàng 2x1 giảm nè. Mình ngừng lại và nhồi bông vào bên trong. Đến cái hàng này thì chúng ta nhồi là nó vừa rồi ha. Còn ở 3x1 giảm thì nó hơi to. Nếu như mà các bạn không quen á, thì chúng ta dừng ở 3x1 giảm chúng ta nhồi. Nhưng mà khi mà nhồi bông vào xong á, thì những cái hàng sau á, chúng ta sẽ hơi khó móc, khó cầm sản phẩm, khó móc á. Nên thành ra các bạn cố gắng là mình móc đến 2x1 giảm thì mình hãy nhồi bông. Để còn lại hai hàng á, là mình dễ móc hơn. Chúng ta cứ nhồi dần từng ít vào ha. Các bạn tránh là đừng có vón cục cái bông ở bên ngoài rồi mới nhồi vào. Chúng ta cứ rứt cái bông ra như thế nào thì chúng ta cứ để như vậy và chúng ta nhồi dần dần nó vào trong. Thì vào bên trong á, nó sẽ đều ra hơn. Vào trong rồi các bạn tán đều nó ra ngoài thành của sản phẩm nha. Chúng ta cứ nhồi vào chính giữa xong rồi dùng ngón tay á, tán đều ra xung quanh. Đi vòng tròn sản phẩm. Chúng ta vừa nhồi rồi vừa xem lại ha, xem là nó đã cân đối chưa, nó đã tròn chưa. Những cái chỗ nào mà nó còn mớp á, thì chúng ta sẽ thêm bông vào. Các bạn đẩy thêm bông vào đó cho nó căng tròn ra. Thường thì mình sẽ nhồi căng tròn sản phẩm ra, xong rồi mình sẽ nhồi vào ở giữa một tí nữa cho nó cứng á. Nó hơi cứng thôi. Vì khi chúng ta dùng lâu á, các bé chơi lâu á, thì nó sẽ xẹp bông á. Bông nó sẽ có độ xẹp nên chúng ta nhồi hơi cứng thì khi nó xẹp lại là vừa. Còn nếu chúng ta nhồi ít bông quá thì nó không có căng sản phẩm lên, nó không đẹp. Mà dùng lâu thì nó sẽ bị xẹp nữa. Ở đây là mình đã nhồi xong. Mình nhồi vừa tay thôi, không nhồi quá chặt. Bây giờ chúng ta sẽ móc hai hàng còn lại. Hàng 1x1 giảm và hàng 6 giảm. Lúc này thì hơi khó cầm rồi nên mình sẽ quấn chỉ vào ngón tay á để giữ cho nó chặt cái phần sợi. Lúc này đi khi móc á, các bạn để ý là cái phần bính ngang á, chúng ta kéo cái sợi hơi sát kim một chút để cái mũi móc của chúng ta nó không có bị hở á. Mình nghiêng cái mũi kim ra phía ngoài để cái sợi quấn trên kim á, nó sát vào kim một chút. Bây giờ mình kết hàng xong là móc đến hàng 6 mũi giảm ha, hàng cuối cùng 6 mũi giảm luôn.
Xong rồi ở đây chúng ta sẽ dùng kim. Dùng kim khâu á. Chúng ta bít cái phần hàng cuối này lại. Chúng ta lấy nửa cạnh trước ha. Các bạn lấy liên tục nửa cạnh trước của 6 mũi. Xong rồi chúng ta rút lại. Đây mình lấy nửa cạnh trước nè. Nửa cạnh trước giống như lúc chúng ta giảm mũi vậy đó. Xong mình đi về cái mũi đầu tiên nè. Rồi mình cho cái sợi chỉ vào bên trong. Rút chặt. Rút chặt xong rồi chúng ta giấu cái sợi thừa đi. Đây là chúng ta hoàn tất cái phần đầu. Xong rồi chúng ta nắn lại cho cái sản phẩm nó tròn hơn ha. Ở đây là cái lằn mình nói nè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc phần chân và lên thân của Doraemon. Ở đây là một cái chân mình đã móc sẵn nè. Chúng ta sẽ bắt đầu với len màu kem và tạo vòng tròn ma thuật với 8 mũi móc đơn. Phần thân này cũng có đổi màu nên mình vẫn móc kiểu kết hàng luôn các bạn ha. Thì nó cũng tương tự như cách mình móc phần tay và phần đầu Doraemon vậy á. Hàng thứ hai chúng ta sẽ tăng đôi thành 16 mũi. Hàng thứ ba chúng ta sẽ móc một đơn một tăng, lặp lại 8 lần. Hàng này chúng ta sẽ được 24 mũi. Xong 3 hàng tăng rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc 2 hàng không tăng. Hàng 4 và hàng 5 thì mỗi hàng sẽ là 24 mũi móc đơn.
Bây giờ chúng ta sẽ đến hàng thứ 6. Hàng này sẽ là 4x1 giảm các bạn ha. Ở đây mình sẽ dời mũi giảm nè, nên thành ra mình móc 2x1 giảm trước. Mình dời mũi giảm cho nó tránh những cái chỗ mình kết hàng ra. 2x1 giảm xong rồi mình sẽ móc 4x1 giảm bình thường. Rồi đến cuối hàng là mình sẽ còn lại 2x nữa là đủ. Xong rồi chúng ta sẽ rút chỉ xuống dưới luôn. Đến đây là chúng ta sẽ đổi màu len nè. Nên mình rút chỉ xuống và mình cắt luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đổi màu len nha. Chúng ta lấy sợi len lên một lần nè. Giống như một mũi bính dựng hàng vậy đó. Rồi xong chúng ta sẽ móc móc đơn vào ngay đó. Hàng này là 3x1 giảm. Ở đây mình cũng sẽ dời mũi giảm ra tránh cái chỗ kết hàng ha. Nên mình móc 1x1 giảm trước. Xong rồi mình móc 3x1 giảm. Móc liên tục đến cuối hàng mình sẽ còn lại 2x á. Bây giờ đến hàng thứ 8, hàng này chúng ta sẽ móc 16 mũi ha, không tăng không giảm, 16 mũi đơn. Hàng thứ 9 này chúng ta sẽ móc 4x1 tăng 2 lần ha. Và cuối cùng là 6 mũi móc đơn. Ở đây là mình muốn tăng lên thành 18 mũi á, nên thành ra mình chỉ tăng 4x1 tăng 2 lần thôi. Thường thì những cái chạc mà mình ghi á, mình sẽ cố gắng đưa nó về những cái con số chung khi mà chúng ta móc á, để khi tăng giảm nó sẽ dễ hơn và chúng ta cũng dễ nhớ hơn. Ví dụ như 6, 12, 18, 24 là mình sẽ cố gắng đưa những cái hàng tăng giảm nó trở về những con số quen thuộc như vậy, để khi mà chúng ta cần giảm thì nó sẽ dễ giảm hơn cho chúng ta.
Xong hàng này thì chúng ta sẽ ráp hai chân lại với nhau ha. Các bạn móc trước một chân giống như mình đó. Xong rồi chân thứ hai thì chúng ta sẽ không cắt chỉ. Rồi chúng ta sẽ móc lên 3 mũi bính. Và dùng mũi trượt nè để kết vào cái chân thứ nhất nè. Các bạn kết vào ngay cái đường kết hàng á. Ngay cái đường kết hàng của chân thứ nhất luôn. Chúng ta trượt vào. Xong rồi dựng lên một bính nè. Và chúng ta sẽ đi vòng quanh. Trên chân thứ nhất thì chúng ta sẽ được là 18 mũi ha. Trên dây bính chúng ta sẽ được 3 mũi đơn. Rồi trên chân thứ hai là 18 mũi. Và trở lại trên 3 bính là 3 mũi nữa. Là tổng cộng là chúng ta sẽ được 42 mũi á. 18, 18 là 36 với 6 là 42. Các bạn xem tiếp cái phần hướng dẫn ráp hai chân này và phần lên thân ở video tiếp theo giúp mình ha. Do video nó dài quá mình không thể xuất ra được nên thành ra mình phải cắt lại ở ngay chỗ này. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo về những video tiếp theo của mình nhé. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.